sau trận thua New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam trở về Auckland. Được đón tiếp nhiệt tình bởi ban tổ chức và cổ động viên, đội tuyển chuyển đến khách sạn Ritz để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển nữ Tây Ban Nha vào ngày 14 tháng 7. Trận đấu này sẽ được tổ chức trên sân vận động không có khán giả và không truyền tín hiệu truyền hình trực tiếp, nhằm bảo mật chiến thuật của cả hai đội trước World Cup 2023. Đội tuyển nữ Tây Ban Nha là một đối thủ khó khăn đối với đội tuyển nữ Việt Nam. Với vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng FIFA, Tây Ban Nha có nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, bao gồm Alexia Putellas, cầu thủ đã giành giải quả bóng vàng và The Best 2 năm liên tiếp. Đội còn có những cầu thủ xuất sắc khác như Ona Beto, Aitana Bonmati và Mariona Candente. Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 7 và sẽ là một thử thách đáng chú ý cho đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung.